Kết thúc năm 2020, cuộc chiến trong phân khúc xe đô thị Nga đã đi vào hồi kết. Chiến thắng chung cuộc dành cho mẫu xe của thương hiệu Việt Nam VinFast Fadil, với tổng số xe bàn giao tới tận tay khách hàng trong năm 2020 là 18.016 xe, cao hơn so với đối thủ Hyundai Grand i10 là 447 xe. Cụ thể, mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc có tổng doanh số là 17.569 xe. Tuy chỉ là một chiến thắng xít sao thôi, nhưng nó cho thấy tín hiệu lạc quan không chỉ riêng đối với thương hiệu VinFast, mà nó còn của cả ngành công nghiệp chế tạo ô tô của Việt Nam nói chung. Vậy lý do nào giúp cho VinFast Fadil thành công trong năm 2020? Chúng ta hãy cùng nhau đi mổ xẻ và phân tích so sánh với đối thủ Hyundai i10. Nếu các bạn cảm thấy có nhiều thông tin hữu ích thì đừng quên bấm like và đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho toàn bộ ekip của Autovietnam nhé. Xin chân thành cảm ơn. Và ngay sau đây là bài phân tích của Trí Trần. Ra mắt ở tại thị trường Việt Nam vào năm 2007, mẫu xe Hyundai Grand i10 là một trong những cái sự thay thế hoàn hảo cho Hyundai Getz ở thời điểm đó. 13 năm đã trôi qua, cái tên này đã khẳng định vị thế và ăn sâu vào tiềm thức của bao nhiêu thế hệ người Việt. Còn đối với VinFast Fadil thì chiếc xe này chỉ mới vẻn vẹn chưa đầy 3 năm tuổi, có mặt tại thị trường Việt Nam. Thương hiệu mới mẻ và chất lượng sản phẩm vẫn là vấn đề hoài nghi của người tiêu dùng đối với sản phẩm này. Đầu tiên, nói về mức giá bán, chiếc xe VinFast Fadil bản cao cấp nhất hiện nay chỉ có mức giá bán là 426 triệu đồng, tức là cao hơn so với đối thủ Hyundai Grand i10 1.2 lít AT hatchback khoảng 24 triệu đồng. Bỏ qua câu chuyện giá bán, tôi cho rằng VinFast Fadil đang có nhiều ưu điểm cạnh tranh hơn so với đối thủ đến từ Hàn Quốc. Cụ thể là mẫu xe Việt Nam sở hữu một cụm đèn chiếu sáng phía trước có khả năng điều chỉnh góc chiếu sáng bằng núm xoay ở phần phía bên trong khoang cabin xe. Gương chiếu hậu có chức năng sấy mặt gương, la răng kích cỡ 15 inch lớn hơn đối thủ. Cụm đèn hậu sử dụng dạng LED. Phần đuôi xe trang bị thêm camera lùi. Bên trong nội thất của VinFast Fadil cũng tươm tất hơn khá nhiều với phần màn hình trung tâm giải trí 7 inch, có khả năng kết nối với Apple CarPlay, Android Auto, điều hòa tự động. Trong khi đó, Hyundai i10 chỉ nhỉnh hơn so với VinFast Fadil ở chức năng khởi động Start Stop. Tiếp tới phần trang bị công nghệ an toàn, VinFast Fadil sở hữu những công nghệ như sau: chức năng chống lật rôm, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, những chức năng mà đối thủ Hyundai Grand i10 không hề có. Bên cạnh đó, mẫu xe Việt còn sở hữu một khối động cơ có dung tích xi lanh tương đương với những mẫu xe đàn Anh như Hyundai Accent, chứ chưa cần phải so sánh với đối thủ Hyundai i10. Tuy nhiên, điểm mạnh của Hyundai i10 đó chính là một kích thước tổng thể chiều dài, chiều rộng, chiều cao và phần trục cơ sở xe đều lớn hơn so với VinFast Fadil. Điều này tạo ra một không gian bên trong khoang cabin xe sẽ rộng rãi hơn so với mẫu xe Việt. Nếu như các bạn ngồi vào vị trí ghế lái của Hyundai i10, các bạn sẽ thấy rằng là mẫu xe này nó có một cái phần cột chữ A nhỏ hơn so với đối thủ. Không gian ngồi thì rộng rãi và tầm nhìn cũng thoáng hơn so với VinFast Fadil. Còn nói riêng về mặt thiết kế bên trong khoang cabin xe thì tôi cho rằng mẫu xe Việt Nam đem tới không khí hiện đại hơn so với Hyundai i10. Ví dụ như xung quanh viền màn hình trung tâm giải trí được ốp gỗ piano trông rất lịch sự. Bên cạnh đó, những núm điều khiển điều hòa, tăng giảm âm lượng cũng được ốp viền mạ chrome trông đẹp mắt hơn so với đối thủ. Như tôi đã chia sẻ ban nãy, không gian bên trong khoang cabin xe của mẫu xe đến từ Hàn Quốc đang có nhiều ưu điểm hơn so với VinFast Fadil. Bằng những hình ảnh bên trên màn hình ngay bây giờ, các bạn sẽ thấy không gian hàng ghế thứ hai của Hyundai i10 đang rộng hơn khá so với đối thủ. Bên cạnh đó, tựa lưng của mẫu xe Hàn Quốc cũng được thiết kế ngả nhiều hơn về phía sau thay vì kiểu thiết kế rất đứng của VinFast Fadil. Suy ra nếu như gia đình nhà bạn có 3 người lớn và 2 trẻ nhỏ, hàng ghế thứ hai của i10 sẽ thoải mái hơn. Còn nếu như gia đình nhà bạn có 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ thì VinFast Fadil có thể tương đối đáp ứng tốt. Với những lợi thế là sở hữu khối động cơ 1.4 lít lớn nhất trong phân khúc xe đô thị hạng A và ngang bằng với những mẫu xe hạng B, đi kèm với đó là cụm hộp số vô cấp CVT, trọng lượng không tải nhẹ hơn khoảng 50 kg so với đối thủ. Bởi lẽ vậy nên VinFast Fadil cho tôi một cái cảm giác vận hành nhanh nhẹn và thanh thoát hơn rất nhiều. Còn lại đối với Hyundai Grand 10 thì xe khá là yếu khi mà di chuyển trạng thái 4 người lớn trên xe, giống với bài thử của VinFast Fadil. Cảm giác leo dốc hoặc bứt tốc vượt xe, Hyundai 10 lì lợm và chậm chạp hơn, không hề nhanh nhẹn và thanh thoát như Fadil. Lý do chính đến từ chiếc xe này sở hữu một cái khối động cơ nhỏ hơn so với đối thủ. Qua đó, khi các bạn vượt xe hoặc leo dốc, tiếng động cơ của i10 gắt và ồn ào hơn so với VinFast Fadil rất nhiều. Vô lăng của hai mẫu xe này đều được sử dụng hệ thống trợ lực bằng điện, bởi lẽ vậy nên nó rất nhẹ khi di chuyển ở những giải vận tốc chậm, tương đối là chắc tay khi các bạn di chuyển ở ngoài đường cao tốc. Cá nhân tôi cho rằng phần vô lăng này rất phù hợp để di chuyển ở trong phố và tầm tiền, dễ dàng lấy lái luồn lách đi qua những con ngõ ngách nhỏ hoặc những cung đường chật hẹp. Còn về hệ thống treo thì mặc dù hai mẫu xe này đều sử dụng chung một cái kiểu, đó là McPherson phía trước, dạng thanh rầm xoắn phía sau. Tuy nhiên i10 lại đang thể hiện một cái cảm giác mềm hơn khi di chuyển ở trạng thái 2 người lớn ở trên xe. Ngược lại, VinFast Fadil lại có một cái phần hệ thống treo khá là cứng khi mà di chuyển cùng một trạng thái như Hyundai i10. Minh chứng là nếu như các bạn đi qua những cái phần gờ giảm tốc hoặc nắp cống hay những ổ gà trên mặt đường, hệ thống treo của mẫu xe Hàn Quốc gần như đem lại cảm giác dễ chịu hơn so với đối thủ đến từ thương hiệu Việt. Và cuối cùng, ngay sau đây là thống kê về mức tiêu hao nhiên liệu, tổng quan những ưu nhược điểm của hai mẫu xe này. Bên cạnh đó, về khả năng cách âm chống ồn thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn bằng những hình ảnh, những video clip chúng tôi đo được ở hai chiếc xe này qua những giải vận tốc 60 và 100 km/h. Kết luận cuối cùng, dựa vào những cái phân tích trên thì tôi cho rằng thói quen tiêu dùng của người Việt đã thực sự thay đổi, không còn lựa chọn những sản phẩm truyền thống đã có mặt rất lâu ở trên thị trường. Giờ đây người tiêu dùng tham khảo rất kỹ lưỡng ở trên mạng, tìm đến một sản phẩm có mức độ tin cậy cao và đưa ra những so sánh, không còn quá ưu tiên về thương hiệu lâu năm như trước đây. Một góc nhìn khác giúp cho VinFast Fadil thành công đến như vậy đến từ chương trình ưu đãi giá bán, miễn phí lãi vay và kể cả được hưởng lợi từ việc giảm 50% lệ phí trước bạ khi mua xe ô tô trong năm 2020. Cá nhân tôi cho rằng với tình hình này, phân khúc xe đô thị hạng A sẽ còn được định đoạt sớm trong năm 2021 nếu như Hyundai thành công không đưa i10 phiên bản hoàn toàn mới về Việt Nam. Qua đó phải có những chính sách ưu đãi về giá bán cho người tiêu dùng thì sẽ không tiếp tục trượt dài trong những năm tháng tiếp theo. Vừa rồi là những bình luận và phân tích của mình về hai mẫu xe VinFast Fadil và Hyundai Grand i10. Cảm ơn anh em đã tham gia theo dõi. Đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới và nhấn vào nút like để ủng hộ cho toàn bộ ekip của Autovietnam nhé. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.